Bắt đầu phát sóng từ cuối tháng 7 năm 2024, Đi giữa trời rực rỡ trở thành hiện tượng của khung giờ vàng phim Việt. Bộ phim nhanh chóng gây sốt trên khắp nền tảng mạng xã hội khi xây dựng câu chuyện mới mẻ, khai thác hình ảnh người dân tộc Dao ở Cao Bằng. Tuy nhiên, càng về cuối, Đi giữa trời rực rỡ càng nhận về những ý kiến trái chiều, những lời chê bai thậm tệ về kịch bản phim và cả về phát triển nhân vật, khiến người xem bức xúc. Đây được xem là một cú trượt dài cho một siêu phẩm đã từng được trông đợi là sẽ làm thay đổi thị hiếu người xem phim Việt giờ vàng. Không ít người xem tò mò, không biết đến khi nào thì phim Đi giữa trời rực rỡ mới kết thúc ghi hình. Khi Đi giữa trời rực rỡ chuẩn bị lên sóng, nhà sản xuất nhá hàng rằng phim dài 110 tập, mỗi tập chỉ dài 35 phút và chiếu đều đặn từ tối thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Nhưng sau đó, trang Wikipedia về Đi giữa trời rực rỡ lại viết phim dự kiến có 60 tập, khiến khán giả không rõ đâu mới là con số chính xác. Liên hệ với Long Vũ, người thủ vai nam chính chải trong Đi giữa trời rực rỡ, nam diễn viên cho biết nếu điều kiện quay phim thuận lợi và không có vấn đề phát sinh, cả đoàn phim có thể sẽ tiến hành đóng máy vào ngày 12 tháng 10 sắp tới. Về số tập phim Đi giữa trời rực rỡ chính thức, Long Vũ cho biết còn phụ thuộc vào công tác hậu kỳ của nhà sản xuất nên chưa thể tiết lộ. Theo chia sẻ của Long Vũ, có thể thấy Đi giữa trời rực rỡ đã dần hoàn thiện những cảnh quay cuối cùng để tiến hành đóng máy. Đây là tin vui đối với những khán giả yêu thích và nóng lòng muốn biết kết thúc của phim. Sau nhiều tháng quay phim, di chuyển qua lại giữa nhiều địa điểm để ghi hình, cuối cùng đoàn làm phim Đi giữa trời rực rỡ cũng đã thuận lợi hoàn thành những cảnh quay cuối cùng. Hiện giờ mọi người đều cho rằng 110 tập là độ dài hợp lý cho Đi giữa trời rực rỡ. Thứ nhất là phim có cùng công ty sản xuất, cùng khung giờ phát sóng với phim trước đó là Mình yêu nhau bình yên thôi. Phim có Thanh Sơn, Việt Hoa đóng vai chính, chiếu 110 tập mới hết. Chính vì thế mà netizen tin chắc Đi giữa trời rực rỡ có độ dài tương đương với Mình yêu nhau bình yên thôi. Thêm vào đó, mỗi tập Đi giữa trời rực rỡ chỉ dài 35 phút, bằng một nửa tập phim khác chiếu trên khung giờ vàng VTV, nên 110 tập cũng tương đương 65 tập bình thường. Trong những tập gần đây của Đi giữa trời rực rỡ, sự thay đổi tâm lý đột ngột của nữ chính khiến khán giả cảm thấy kịch bản khiên cưỡng, thậm chí coi thường sự kiên nhẫn của khán giả. Sau thời gian dài bị mắng là vô ơn, chỉ biết ngọt ngào với nam phụ, thì nhân vật Bu Thu Hà series bất ngờ được biên kịch cho quay xe để về làm nữ chính của chải Long Vũ. Được biết trước đó, Bu vẫn luôn bám theo thái Vương Anh Nô Lê và ngọt ngào với anh chàng, đột nhiên giờ lại chuyển sang rung rinh với chải, khiến người xem khó hiểu. Nhiều người cho rằng có vẻ như biên kịch đang cố chèo lái con thuyền này đi về đúng với hải trình vốn có. Tuy nhiên, cách xây dựng tình tiết có quá nhiều lỗ hổng này khiến khán giả như bị xúc phạm về mặt nhận thức khi nhân vật Bu được cho là lật mặt như lật bánh tráng. Xuyên suốt từ khi Bu xuống thành phố học đại học, Bu vẫn giữ thói sức sực với chải và luôn bám theo thái. Tuy nhiên, đến giờ Bu lại quay xe, đột nhiên rung động với chải, ngay tức khắc khiến cho người xem khó chịu và cần lời giải thích. Nếu như bởi vì chải thay đổi khiến Bu có thiện cảm thì cũng không nên quá nhanh như vậy. Nhiều người cho rằng cách đẩy tình cảm của cặp đôi chính như thế này là quá khiên cưỡng và nhân vật Bu trong mắt công chúng càng thêm phần kỳ cục. Cũng từ đây, Đi giữa trời rực rỡ trở thành một trong những bộ phim bị đánh giá là có kịch bản yếu kém nhất từ trước tới nay.